em chào cô chú anh chị. Cây nho này của em trồng hồi năm rồi mà nó mùa đông rồi nó cũng chết. Bây giờ thì nó cũng tươi lên, nó cũng có lá rồi. Mà cô chú anh chị xem nè, hoa rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị xem nè, hoa nó ra rồi. Em mới vừa chiết vào trong cái thùng lớn này, nhưng mà hoa nè, từ ở dưới cái gốc này nè, hoa dài lên trên luôn nè. Cô chú anh chị xem nè, cái này là cái hoa nho nha cô chú anh chị. Mà ra rất là nhiều hoa luôn, chỗ nào cũng hoa rất là nhiều. Cây nó cũng mới vừa tỉnh lại. Em trước đây em mua cái cây nho cái hiệu này nè cô chú anh chị, không biết là nó ngọt không thì không biết, nhưng mà khi mà mùa đông vô á thì cây nó cũng chết hết. Bây giờ nó cũng mới vừa đâm ra được chút nè, mà hoa thì em thấy nó ra rất là nhiều luôn nè. Đây là cái đọt, đây là hoa nè cô chú anh chị, hoa rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà thật sự mà nói thì em cũng chưa từng thấy cái trái của nó như thế nào hết luôn. Hồi năm rồi thì cái cây nó cũng không có được lớn như vậy đâu, mà bây giờ nó tỉnh lại, nó ngủ đông mà nó tỉnh lại rồi, thì bây giờ cây của em thấy nó ra hoa rất là nhiều, chỗ nào nó cũng có hoa hết. Em hy vọng năm nay nó cũng có trái. Coi nè, hoa rất là nhiều luôn đó các cô chú anh chị. Em cũng làm cái gà như vậy nè, để cho cây đó, nó bò lên nè cô chú anh chị xem nè. Mọi ngóc ngách đó, hoa rất là nhiều. Cái này là nho, này là nho màu đỏ, nho màu đỏ. Tại vì em cũng chưa từng thấy nó đậu trái thì cũng chưa có biết là trái nó ngọt hay là nó chua nữa. Nhưng mà cô chú anh chị xem nè, mình làm cái vàng lưới gì nè để cho nó bò lên. Tại vì không gian của mình nó cũng không có nhiều, mình làm cái lưới như vậy nè mà mình thấy nó cũng đẹp nữa cô chú anh chị. Cái lưới này lúc trước á, em mua cái lưới này em làm cái chuồng cho con chó của em á, rồi cũng còn dư một số, em lấy em làm cái vàng này để cho nó bò lên. Ở trên đây á, thì em mua cái miếng này em phủ lên nè, tại vì bây giờ ở đây nó nắng lắm cô chú anh chị ơi, nó nóng, cái nhiệt độ nó nóng quá trời luôn. Mà em thấy hoa nó ra quá tràn luôn nè, em cũng chưa có tưới nước cho cây nữa nè. Đây là hai cái cây nho của em thì bây giờ nó cũng ra cũng nhiều rồi, nó ra cũng nhiều. Mình làm vậy nè để mình bớt cái diện tích của cái sân nhà mình á, tại vì ở đằng sau nhà của em thì nó cũng không có lớn lắm. Em cũng mới làm lại mấy cô này để mà đẩy mấy cái cây sen ra để cho nó có hoa. Hy vọng là năm nay sen em nó mọc ra hoa cũng nhiều. Mà em thích nhất là cái cây này, chàng ơi cô chú anh chị xem nè, hoa mọi ngóc ngách luôn á, hoa nè rất là nhiều. Mà chỉ có cây này là nó ra hoa thôi cô chú anh chị, em mà chưa có thấy có trái, nhưng mà hoa rất là nhiều luôn. Mình làm mình nói gì thấy cái vàng nó cũng rất là đẹp. Còn đây là cái cây nho thứ hai của em đây. Cái cây nho này thì cái thân của nó thì nó cũng hơi lớn hơn cây nho bên kia, nhưng mà nó chưa có ra hoa cô chú anh chị ơi. Cũng đồng thời là hai cây mà em chiết qua bên cái chậu lớn ở bên đây á, thì cái cây này em chưa có thấy nó ra hoa, nó cũng mới có mọc lên được như thôi, nó cũng bò vàng rồi. Em làm cái vàng gì thấy nó cũng dễ thương ha, nó không có mắc cái diện tích của mình. Đây là cái chậu ở giữa này là nó là cây hoa sen, hoa súng, hai bên là vàng nho cũng đẹp ha cô chú anh chị. Còn cái cây ở góc ở bên đó nó là cây kiwi, em cũng làm vậy luôn. Tại vì diện tích nhà mình không có, nhưng mà mấy cái vàng cây leo nhiều quá, thành thử ra mình làm như vậy để cho nó bớt chiếm cái diện tích của mình.
Dạ, ở bên đây, gốc bên đây cũng là cái cây chanh dây. Cái cây chanh dây bên đây thì em cũng làm giống vậy. Giờ này là cũng đã là 6 giờ chiều rồi đó cô chú anh chị, mà còn nắng như vậy đó. Rất là đẹp luôn. Đây là cái dàn nho của em nha. Hai cây nho, hai giống khác nhau luôn. Khi mà mùa đông vừa qua thì giờ tới mùa hè, lúc này nó nắng quá luôn. Mình làm như vậy nè, để cho mình dễ đi vô mình thay phân cho cây, mình dễ chăm sóc cây. Mình làm như vậy khi mà nó có trái thì mình cũng dễ thọt lên mình hái trái. Tại vì lúc này nắng quá thì mình che ở đây cho nó bớt cái phần nắng thôi. Nhưng mà em thấy làm gì em thấy cũng đẹp, cũng nhìn nó cũng có duyên. Còn bên đó kìa, cô chú anh chị xem nè, apple lúc này thì nó cũng ra trái cũng nhiều lắm, nhưng mà nó rụng cũng nhiều lắm. Nè, nắng đến nỗi mà bây giờ mấy cái trái này tự động nó ném luôn nè cô chú anh chị. Đó, mấy cái trái apple này nó ném gì nè là nó sẽ bị hư. Quá nóng luôn à, lúc này ở đây hả, nó nóng, nhiệt độ nó lên cả 100 độ F luôn á, nóng lắm. Không có nhiều trái nóng quá rồi nó bị dợp trái luôn á cô chú anh chị. Đó là cái cây apple của em, trái nó rụng ở dưới này quá chèn luôn. Nhưng mà ở trên cây thì cũng còn rất là nhiều. Bên đây thì mình nhìn đối diện, mình nhìn cái dàn nho, làm gì thấy cũng đẹp hết cô chú anh chị. Nho của mình nó cũng có thể là nó bò lên, nho của mình cũng có thể là nó bò lên, rất là đẹp. Rất là đẹp. Còn ở đây là cải. Em đang ấy cải nè cô chú anh chị thấy không? Nắng đến nỗi mà đất nó khô vậy luôn nè. Mấy cái hạt giống cải của em đang gieo nó cũng lên như vậy thôi mà nó muốn vàng hết rồi. Còn ở bên đây là cái giống này là giống cải Đài Loan, cải xanh, cải ngọt Đài Loan. Cái giống cải này ra cũng rất là đẹp luôn, cũng rất là tươi tốt, xanh mơn mởn luôn á cô chú anh chị. Đẹp quá luôn thấy không? Chủ yếu của em là em cho các cô chú anh chị xem cây nho của em thôi. Thật sự là cái cách trồng thì cũng không có khó. Có nhiều người hỏi lý do vì sao mà cứ khoe cây ra bông ra trái mà không chỉ có cách trồng. Thật sự thì khi mà mua về thì em cũng đã có chia sẻ là mình trồng chậu như thế nào. Mình mua thùng về mình cưa ra, mình cắt ra, rồi sau đó thì mình để cái cây của mình mua từ ở chỗ Handebo hoặc là ở Đồng Lô, thì mình mua đem về rồi mình chỉ có để xuống đất vậy thôi. Nhưng mà khi mà mùa đông thì cây này nó đã chết hết rồi, em úm cái gốc của nó lại. Nhưng mà khi mà mùa hè thì cây này mình tưới nước, mình mở cái bọc chụp của nó lại ra thì mình tưới nước vô thì nó sẽ cho mình rất là nhiều trái, rất là nhiều hoa thôi. Chứ em cũng không biết nói sao là chia sẻ cách trồng nữa. Thật sự là em cũng trồng cách đơn giản vậy thôi, mua cây rồi chiết cho trong chậu. Khi mà mùa đông á hả, là mấy cái cây này nó chết hết nè cô chú anh chị xem nè, cái cây của nó khô vậy luôn nè, cái thân cây nó khô vậy luôn nè. Mà bây giờ thì nó cũng đã mọc ra gì thì nó cũng cho mình ra hoa, nhưng mà trái thì em chưa có thấy có trái. Trái thì chưa thấy có trái nhưng mà cho mình ra hoa rất là nhiều. Giờ cây nè, đất nó cũng khô nè, cô chú anh chị xem nè, bông của nó cũng rụng cũng nhiều lắm luôn á. Nè, bông nho nè, nó rụng cũng đầy ở dưới đây luôn á cô chú anh chị. Nhưng mà mình thì cũng không biết là có đậu trái hay không. Mà cây này là cũng đã là 2 năm rồi. Cây nho này của mình là cũng đã 2 năm rồi. Thật sự thì em cũng không biết là trồng nho bao lâu nó mới có trái nha. Tại vì cây này hồi năm rồi thì mình cũng trồng vào cái mùa hè,
nó cũng có bông rồi nó cũng rụng, rồi tới mùa đông rồi nó cũng chết cây, có nhiều cây nè, cô chú anh chị xem nè, nó cũng chết cây nè, nó đâu có mọc lên được nữa đâu, nó cũng cắt bỏ cũng nhiều lắm, nhưng mà cũng có một số thì nó cũng vẫn còn sống như vậy. Đó là hai cây nho của em. Hai cây nho khi mà mùa đông xong thì nho của em nó cũng đã có bông. Và em cũng mới, mấy cái chậu này là mấy cái chậu mới nha. Mấy cái chậu này là mấy cái chậu mới em vừa chiết lại. Và em cũng mới có lót một mớ gạch ở đây để mà em để mấy cái chậu cây của mình lên thôi. Sen của mình trồng cũng tốt lắm nè. Tại vì nó nằm ngay cái góc nắng, sen ra lá cũng tốt lắm. Có dịp thì em chia sẻ cái cách mà để cắt mấy cái dòng này cho cô chú anh chị xem nha. Cũng dễ cắt lắm, cũng dễ cắt mấy cái dòng này lắm. Mà em thấy thì nó cũng đẹp, nên em cũng khoe với các cô.